Đứng lại. Tớ Thanh à, tớ đi học đúng giờ mà. Đúng là cậu đi học đúng giờ rồi. Vào lớp đi, không phải buồn. Cậu làm tớ hết cả hồn. Tớ đi vào lớp đây. Cuối cùng cũng đã hết giờ rồi. Để mình xem, bây giờ ai mà đi học muộn, mình sẽ ghi vào cái sổ sao đỏ này. Chào cô à, cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết gió thư thoảng hoa nhài. Sao lâu hết giờ thế nhở? Lâu hết giờ rồi đấy. Chúng em học bài. Yeah, hết giờ rồi. Hết giờ rồi à? Các em ơi, hôm nay bài giảng của thầy rất là hay. Các em có thể ở lại lớp 5-10 phút nữa để thầy giảng nốt bài được không? 5-10 phút nữa hả thầy? Tận 5-10 phút nữa hả thầy? Dạ thưa thầy, thầy giảng tiếp đi, bọn em nghe được mà thầy. Tốt lắm, vậy các em nghe thầy giảng tiếp nhá. Những lời cô giáo giảng ấm trang vở thơm tho, yêu thương em ngắm mãi những điểm 10 cô cho. Các em có thấy bài thơ hay không?
thầy ạ. Ừ, vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi đấy. Thôi, các em về đi. Chúng em chào thầy.